Kính chào quý vị khán giả, bây giờ là 5 phút hôm nay với những thông tin cảnh báo an ninh an toàn đáng chú ý. Bị cáo Lê Tùng Vân được xác định là người đóng vai trò tổ chức chỉ đạo vi phạm xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai. Đây là kết luận điều tra vừa được Công an tỉnh Long An công bố. Tạc đạo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trên các tài khoản mạng xã hội này. Tại thành phố Cần Thơ, liên quan tới vụ việc hàng trăm sinh viên các trường cao đẳng đại học mắc bẫy lừa đảo mua hàng trả góp rồi vướng vào cảnh nợ nần. Công an quận Ninh Kiều đã gửi thông báo tới tất cả các Sau thời gian tạm lắng, tình trạng cho vay lãi nặng bắt đầu tái diễn ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhằm tránh bị pháp luật xử lý, các đối tượng chủ mưu không trực tiếp ra mặt mà dụ dỗ lôi kéo nhiều người làm việc với thủ đoạn trả lương cao, nhiều người đã trở thành nạn nhân. Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên phạm vi nhiều tỉnh thành, bắt giữ 10 đối tượng. Giao thông nghiêm trọng xảy ra vào đêm qua tại tỉnh Bắc Giang khiến một gia đình ba người thiệt mạng. Trong sáng nay, Công an tỉnh Bắc Giang đã xác định được tài xế ô tô là người địa phương có sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện. Tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,6mg trên 1 lít khí thở. Chuyển sang thông tin khác phóng nhanh vượt ẩu. Rất nhiều lần chúng tôi đã cảnh báo về kiểu đi đường nguy hiểm này. Vậy nhưng vẫn còn không ít lái xe chủ quan cố vượt những xe khác ngay cả khi tầm nhìn bị che khuất. Và tình huống sau đây là một ví dụ. Trưa chiều nay, miền Bắc và miền Trung tiếp tục có nắng nóng, nhiệt cao. Quý vị chú ý phòng tránh say nắng, say nóng. Cảnh báo chi tiết sẽ kết thúc 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.